Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ vào Bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món tai lợn ngâm giấm nước mắm chua ngọt nhé. Chúng mình cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị gồm tai lợn. Chúng ta sẽ sơ chế rửa sạch và ở đây chúng mình chỉ lấy phần tai, còn cái phần mỡ bên dưới thì chúng mình sẽ cắt bỏ đi nhé. Để khi mà chúng ta làm món ngâm này thì nó sẽ không có mỡ. Và tiếp theo là một nhánh gừng, một củ cà rốt, hành tím. Các bạn bóc vỏ, rửa sạch và chúng mình sẽ chọn loại hành tím như thế này để khi ngâm giấm thì sẽ ngon và giòn hơn nhé. Giấm, các bạn hãy chọn loại giấm táo như thế này các bạn nhé. Giấm táo giúp cho cái món ăn của chúng ta ngon hơn và không bị gắt nhé. Đường, nước mắm, muối. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho một nồi nước lên để chúng ta luộc tai trước. Chúng ta sẽ cho vào đây một lát gừng đập dập và một chút muối để khi luộc thì cái món tai của chúng ta sẽ thơm hơn nhé. Khi nước sôi thì chúng ta sẽ cho tai vào để luộc và các bạn luộc lâu một chút để cho cái món tai của chúng ta sẽ ngon hơn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một nồi nước nữa lên để chúng ta làm nước ngâm nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây một thìa canh mắm, một nửa thìa canh muối, 4 thìa canh đường và 3 thìa canh giấm. Và chúng ta cắt vào đây một quả ớt nếu các bạn muốn ăn cay, còn nếu không muốn ăn thì các bạn có thể bỏ qua công đoạn này nhé. Sau khi nước sôi đều thì chúng ta sẽ tắt bếp và để thật nguội rồi chúng ta mới đổ vào ngâm nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đem tai để thái. Các bạn sẽ thái thật mỏng. Nếu các bạn muốn lát to thì chúng mình hơi nghiêng dao một chút để cho cái lát thịt của chúng ta sẽ to và đẹp hơn. Tai sau khi thái xong thì chúng mình sẽ cho vào tô và cho vào đây một chút muối và một chút đường. Sau đó chúng ta sẽ bóp đều tay để cho cái phần mỡ và phần nhựa trong cái tai này nó ra hết, để khi muối thì cái món muối của chúng ta không bị váng. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cà rốt thành từng lát mỏng và chúng ta lại cắt tiếp thành từng thỏi nhỏ để lát nữa chúng ta ngâm cùng với tai nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước sôi khoảng 40 độ. Sau đó chúng ta cho vào đây một chút muối để chúng ta chần cái phần cà rốt và phần hành này nhé. Và cái phần tai sau khi thái xong chúng ta cũng làm tương tự. Các nguyên liệu sau khi chần nước muối để ráo nước thì chúng ta sẽ trộn tất cả lên. Sau đó chúng ta sẽ xếp toàn bộ cái phần nguyên liệu hỗn hợp này vào trong hũ thủy tinh. Và cuối cùng là chúng ta đổ nước vào để ngâm. Sau 5 ngày thì món này của chúng ta đã ăn được rồi. Các bạn thấy không ạ? Nước rất trong và không hề có váng. Để mình múc ra bát cho các bạn cùng xem nhé. Vậy là món tai lợn ngâm giấm nước mắm chua ngọt rất ngon phải không các bạn? Và thật sự là cũng rất dễ làm luôn. Các bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Nếu thấy video của mình hay, hãy like, đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới từ mình nhé. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình cùng làm đấy. Chúc các bạn thành công!